Em xin chào tất cả cô chú anh chị ở Hoa Lan nha. Hôm nay em tiếp tục lên video chia sẻ cô chú anh chị mình những mẫu hàng hoa lan cách lây da có tại vườn nha em, và những cây em đều đã trồng thuần trồng mẫu thông ở vườn rồi, cho nên cô chú anh chị mình mới biết chơi á. Mình chỉ mua về mình treo lên, mình tưới nước hàng ngày, mình chăm sóc và mình chờ ngắm hoa thôi nha. Rồi đầu video sẽ lên cho anh chị mình một cây cát của Đài Loan, một cây màu hồng hoa trung rất là cưng luôn, và cây này hoa thơm nha. Mẫu hoa em sẽ để trên màn hình cho anh chị mình xem. Thì vườn em sẽ mỗi cây mỗi màu sẽ có một cái mã số riêng, thì anh chị mình cứ chốt theo mã số cho em sẽ gửi đúng cây cho anh chị mình nha. Thì cây màu hồng hoa trung này, nó là sai hoa, là hoa nó ra hoa chùm, một lần nó ra phải từ 3 4 5 hoa nha. Có hoa thì tầm từ 7 đến 8 cm. Thì hoa dưới 10 cm sẽ được gọi là hoa chung. Đó thì màu hồng rất là dễ thương luôn, và hoa này hoa thơm nha. Đây cây em đã trồng thường bằng vỏ thông rồi, rễ nè, đó. Ấm chậu rồi, và anh chị mình chỉ treo lên, mình tưới nước đều đậm nha. Mình tưới nước mình nhớ tưới đậm gốc, và mình tưới đều cho em nha, chứ đừng có tưới lướt sơ trên mặt. Như thế này thì cây nó khô thì nó sẽ bị mất nước và thân nó sẽ teo tóp. Đó, anh chị mình tưới đậm gốc giúp em đó. Cây này chia sẻ cho anh chị mình là 180.000 một chậu, và cái cây này mã chốt chia là mã D12. Đấy, cây này hiện tại em chưa cập nhật được tên của nó, nên em gọi tên chung đó là hồng hoa trung nha. Cây màu hồng hoa trung, màu hồng cưng lắm nha anh chị mình, chỉ 180.000 một chậu thôi. Và vườn em vẫn ưu đãi miễn phí ship cho anh chị mình khi mình mua đơn hàng từ 3 chậu nha. Mình mua đơn hàng từ 3 chậu trở lên thì mình sẽ được miễn phí ship, 1-2 chậu thì phí ship tầm 30 đến 35k nha. Thì hiện tại thì bên vận chuyển nó sẽ tăng tiền phí ship, cho nên phí ship nó sẽ bị nhỉnh hơn một xíu, là từ 35 đến khoảng tầm 35k nha. Đó, rất là đẹp luôn. Anh chị mua 3 cây thì mình sẽ được miễn phí ship 1 cây, 2 cây khoảng tầm 35.000 tiền ship. Đó, hồng hoa chung, cây này sai cây, này sai cây, đã trưởng thành rồi, anh chị mình trồng lên thân mới là có thể cho hoa được rồi nha. Chỉ 180.000 chốt cho em mã D12. Rồi lên cho anh chị mình một cây thiên nga đen. Thiên nga đen em đã trồng bằng cái này thì trồng bằng vỏ thông trộn với lại bột dừa. Đó, thì cây thiên nga đen này thì mình phải trồng ẩm như thế này thì nó mới xanh tốt đẹp được. Thì cây này em đã trồng rễ ổn định ok rồi, và đang lên thân mới, củ mới như thế này rất đẹp. Thiên nga đen nó là giống thân cũ nha, giống thân cũ đó. Khi mà ở miền Nam mình thì khi tới mùa hoa của nó thì nó sẽ rụng lá, thì đẻ thân mới lên như thế này, đó rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho anh chị mình một chậu như thế này là 180.000. 180.000, cây này mình chốt cho em là thiên nga đen nha, 180.000. Mặt hoa em để trên màn hình cho anh chị mình, hoa đen luôn, rất là đẹp luôn nha. Cây này nở vườn em rất là nhiều lần rồi, cho nên là đảm bảo chuẩn hoa cho anh chị mình luôn nha. Thiên nga đen 180.000, mình chốt cho em thiên nga đen nha. Cây này hoa hương cũ, hoa thơm nha, rất là đẹp luôn. Rồi lên tiếp cho anh chị mình một cây hoa chùm. Hoa chùm Neo Hammer No 1. Hoa chùm rất là đẹp luôn. Đây, hoa mini, hoa chùm thân cũng nhỏ thôi. Thân nó lùn ngắn nhỏ có chút xíu rồi, nhìn cưng lắm nha. Đó, hoa chùm, cánh hoa dày nha. Cánh hoa dày rất là lâu tàn. Đó, cánh hoa dày rất là lâu tàn. Mã chốt cho em là mã C1. Mã C1 nha, mỗi cây đều có một mã, anh chị mình có thể nhìn trên màn hình, em có để mã số tên cây ở trên hình hoa mẫu á, thì mình ghi lại mã số, mình gọi điện trực tiếp số điện thoại 0933 12442, em có để trên màn hình của video. Và cái phần ghi nội dung á thì anh chị mình hãy lấy số điện thoại đó mình đặt hàng ha, mình gọi điện trực tiếp, nhắn tin hoặc là mình kết bạn Zalo với em số đó để mình đặt hàng. Đây, cây này là cây sai đã trưởng thành và sai cây cho hoa rồi nha. Đó, cú hoa cũ thân trước có hoa nè. Đây là xuyên hoa nè, thân này có hoa nè, thân tiếp theo có hoa nè. Đó rồi thân này, đó đang thân thân mới, rất là đẹp luôn, lên thân mới là sẽ cho hoa nha. 150.000 một chậu, đã trồng thuần bằng vỏ thông như thế này rồi, chốt cho em mã C1. Hoa màu rất là cưng, rất là lạ luôn nha, xuyên hoa, bền hoa và hoa thơm nữa nha. Cây này hoa thơm rất là đẹp luôn. Đó, thân ngắn ngắn nhỏ nhỏ như thế này nhìn rất là cưng, siêu cưng luôn. 150.000 chốt cho em mã C1 nha. Mã C1 mini hoa chùm cực kỳ đẹp luôn. Rồi lên cho anh chị mình một cây màu hồng. Cây màu hồng, cây u ly hồng nha. Cây u ly hồng này thì hoa thơm lắm. Màu hồng cũng là màu hồng cánh sen nha. Màu hồng cánh sen, màu lật lật, rất là đẹp luôn. Màu hồng cánh sen. Đó, cây này thì hoa to nha. Cây này hoa to, hoa của nó phải từ 13, 14 đến 15 cm nha. Tùy theo anh chị mình trồng môi trường khí hậu đạt thì hoa càng to, thần vườn càng lâu hoa càng to và mùi thơm càng nồng nha. Đó, màu hồng, hồng cánh sen ở trong họng của nó là màu họng lưỡi là có điểm nhấn là màu vàng. Đó, cho nên nhìn hoa rất là hoài hòa, rất là đẹp luôn. Và cái cây này hoa thơm nha, thơm ngày và thơm đêm luôn, thơm ngày thơm đêm luôn. Sai cây là sai cây đã trưởng thành rồi. Cái này chia sẻ cho anh chị mình 150.000 một chậu, em cũng đã trồng thuần bằng vỏ thông rồi. Ở những cây em trồng thuần vỏ thông như thế này á thì những anh chị nào mình mới biết chơi, mình chỉ mua về mình tưới nước,
mình tưới nước, mình treo lên và mình chờ lên thân mới cây đủ khỏe sẽ cho hoa nha. Và mình tóm phân gốc thì mình mua phân tăng chậm ở những cái cửa hàng bán vật tư hoa lan á, thì hoặc là những cửa hàng bán cây kiểng thì nó sẽ có phân tăng chậm, mình có hỏi phân tăng chậm á, họ là họ sẽ biết ha. Phân bón vô lan họ sẽ đóng túi sẵn, mình về mình bỏ lên túi hoặc mình mua ký về mình rã xung quanh gốc đó, thì cây nó sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây rồi, mình không cần phải xịt phân. Nếu mình không có thời gian thì mình không cần phải xịt phân thuốc gì nhiều ha, chỉ cần bón phân tưới nước đủ là được. Đó, u ly hồng mãi chớp che mà A24 nha. Đó, tên cây em cũng có ở trên màn hình, Mahinaya Hiro Uli. Đó, tên nó hơi dài cho nên em sẽ gọi tắt là u ly hồng thôi, để anh chị cô chú mình nhiều khi mình cô chú lớn tuổi mình có thể nghe mình chốt được cây luôn ha, hoặc mình chốt cho em mã A24 rất là đẹp luôn. Hoa to thơm nha. Hoa to thơm. Rồi lên cho anh chị mình một cây châm thông phan xi. Châm thông phan xi này thì cây này hoa to và thân lá cũng rất là đẹp luôn. Thân nó ngắn như thế này thôi. Thân nó chỉ ngắn và tạc cái tạc lá của nó nè. Lá nó to nên mình chơi thân lá cũng rất là đẹp luôn ha. Ở trong thông phan xi mặt hoa em để cho em thần hình cho anh chị mình, màu vàng và cái viền hoa của nó là viền hoa màu đỏ cam á, là nó sẽ lem ra đó, nhưng mà có cũng sẽ lúc thì nó sẽ đỏ cam nhiều hơn, lúc thì nó sẽ thiên về vàng một xíu đó, cho nên là tùy tính nở giống dạng như biến thiên. Thường cái thằng mà có chữ mà phan xi, những cây nào mà có chữ phan xi thì nó sẽ nở biến thiên đó, rất là lạ, rất là đẹp luôn. Và cây này hoa cực kỳ to đó, thân nhìn rất là dễ thương luôn. 160.000 cho anh chị mình sưu tầm cây, em cũng đã trồng thường bằng vỏ hông đó, rễ nè, đó rễ ấm chậu rất là ok rồi, thường rồi nha anh chị mình. Ở thì hàng về là chậu sơ dừa, em sẽ trồng lại bằng vỏ hông như thế này để cô chú anh chị mình mới biết chơi, mình chỉ mua về treo lên chăm sóc tưới và chờ ngắm hoa thôi ha. Size em bán đều là size cây đã trưởng thành rồi, cây nào cây trung em sẽ báo cây trung, thì thường vụ em sẽ rất là ít cây trung, em đa số em lấy cây lớn về em chia sẻ cho anh chị mình về mình trồng để nhanh có hoa. Ở 160.000 một chậu đã trồng thường bằng vỏ hông như thế này rồi, chốt cho em mã T3 nha. T3 trong thông phan xi, hoa to đó, xiên hoa nha, hoa to xiên hoa mà còn thơm nữa, và màu sắc hoa rất là đẹp luôn đó. Và cái cây này thì rất được nhiều anh chị cô chú mình săn đón, mình trồng, mình chơi, tại vì rất là dễ trồng, dễ hoa và thân lá đẹp nữa đó, cho nên anh chị mình không có hoa mình chơi thân lá cũng rất là đẹp luôn ha. Ở 160.000 chốt cho em mã T3 nha, mã T3 160.000 thôi. Lên cho anh chị mình một cây màu vàng có tia Tainan Gold thì cây này là màu vàng, lưỡi nó màu đỏ luôn nha, nguyên cái lưỡi màu đỏ luôn, và cánh hoa của nó sẽ có tia, cánh hoa và cánh đài sẽ có tia. Ở Tainan Gold cây này thì thân lá của nó mảnh khảnh nhỏ thôi. Size này là size đã trưởng thành rồi, mình trồng lên một thân, một trồng khỏe ổn định ở vườn mình, một đến hai thân nữa là có thể cho hoa nha. Cây em cũng đã trồng thuần vườn rồi, bằng vỏ thông rất là đẹp luôn. 160.000 chốt cho em ạ, A28 cho em nha, Tainan Gold. Cái cây này màu vàng mà đặc biệt cái lưỡi của nó màu đỏ luôn, nguyên cái lưỡi màu đỏ. Và điểm nhấn của cái hoa này là cái cánh đài và cánh hoa đó, nó có tia cánh nó chạy vô nhìn rất là lạ luôn anh chị mình thấy không đó, mỗi cái cây nó phối màu rất là lạ, rất là đẹp đó, cho nên là mỗi cây đều có một cái đặc điểm ưu điểm mà nhìn rất là mê luôn nha. 160.000 chốt cho em Tainan Gold mã A28 nha, A28 Tainan Gold. Em cũng nhắc đi nhắc lại mã số rất là nhiều lần rồi, và trên màn hình mẫu hoa em cũng có để mã số và tên cây, thì anh chị mình theo dõi đó, mình alo trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình để mà đặt hàng ha. Mình có thể kết bạn với Zalo của em, mình chụp hình mẫu hoa hoặc mình chốt mã số, mình gửi qua tin nhắn cho em để đặt hàng. Và đơn hàng mình mua 3 chậu là em miễn phí ship cho mình, cứ mua 3 chậu là em sẽ miễn phí ship cho mình ha. Rồi lên một cái cây màu hồng, cây màu trắng hồng rất là đẹp luôn, và cái bệt cánh của nó, điểm nhấn trên đầu cánh của nó là có màu tím cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì thân lá của nó cũng ngắn lùn thôi, đó là cây Madame Edith Bông Gâu Lai với Mem Anna đó, và cái thân cây nó ngắn như thế này thôi, rất là cưng. Và size này size đã trưởng thành rồi nha, và trong lô cũng có nhiều cây cho hoa bói rồi đó, rất là đẹp luôn. 180.000 một chậu, chốt cho em mã B12 nha. B12 anh chị xem theo dõi mặt hoa trên màn hình cho em, rất là lạ luôn đó, thấy cái cánh đài thì có tia chạy thẳng vô, còn cái cánh hoa thì nó ở trên cái đầu cánh, nó có cái phần tím đậm bệt ở trên đó, nhìn rất là lạ. Và cánh hoa nó là màu hơi hồng, pha hồng hồng, nó nhìn rất là cưng, và những cái màu pha thế này rất là thơm nha. Cây này hoa rất là thơm, và hoa này hoa size lớn nha, hoa size lớn nha, hoa của nó là khoảng tầm 12 cm, trên 10 cm thì sẽ được xếp vô là hoa cấp lớn rồi nha anh chị mình đó. Còn hoa mà 12 cm là hoa nó như thế này là nhìn cũng rất là to rồi, mới nở lần 2 bông 3 bông rất là đẹp luôn ha. 180.000 chốt cho em mã B12 nha anh chị mình. B12
Hoa to và thơm, rất là đẹp luôn, dễ trồng. Cánh cây em đều đã trồng thuần ở vườn rồi, anh chị cô chú mình mua về mình treo lên, mình tưới nước, mình chờ ngắm hoa thôi. Rồi lên tiếp cho anh chị mình một cây màu vàng hoa to. Đó, cây này lại khác với cái cây hồi nãy Tân Anh Gold. Là cây này cái viền lưỡi của nó màu đỏ và trong họng của nó là màu vàng. Đó, nguyên cái họng màu vàng rất là to ha. Và cánh hoa của nó cũng có điểm nhấn một xíu cái tia đỏ chạy vô. Thì cái tia đỏ này thì có lúc nó sẽ cây khỏe thì nó sẽ đậm nhiều hơn. Và lúc mà cây mình nở thời tiết của nó, ví dụ như thất thường thì nó sẽ tia đỏ nó sẽ ít. Đó, rất là đẹp luôn. Và cách để ra hoa nở thì màu sắc của nó phụ thuộc vào điều kiện môi trường khí hậu rất là nhiều. Đó, cây này tên nó là Mem Malai Thông. Đó, nghe tới cái tên của nó rất là lạ ha, Mem Malai Thông. Đó, không biết sao tên hai bên Thái Lan họ lại đặt tên như thế. Rồi đây, cây đã trồng bằng vỏ thông, rễ rất là chi nè, rễ nó ra ngoài như thế này thuần rồi nha anh chị mình. Màu vàng, hoa to rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho anh chị mình giá chỉ 150.000. Size này là size cây đã trưởng thành nha. Vậy giống cây cách đây ra bây giờ, size cây giống cây của nó là giống cây nó ngắn nhỏ thôi, chứ nó không giống như hồi xưa, những cái cách xưa, cách cổ hồi xưa cây nó rất là to, rất là cao. À, giống mới bây giờ họ lai tạo ra thì thân nó chỉ ngắn nhỏ thế này thôi, cho nên mình trồng chậu và diện tích nó sẽ rất là tiết kiệm. Đó, cho nên là anh chị mình trồng được rất là nhiều. Những cây kia nó to, nó bự quá thì trồng, thứ nhất là chậu phải trồng chậu to. Vài ngày cái là nó tràn chậu, mình phải thay chậu như thế là rất là bất lợi và nói chung là cũng rất là tốn diện tích. Đó, thì cây mới bây giờ nó nhỏ, nó vừa ít diện tích mà cây nó lại xiên hoa hơn, xiên hoa dễ hoa hơn nữa nha anh chị mình. Đó, rất là dễ cho anh chị mình trồng luôn. Mình mới chơi mình cũng rất là dễ chăm sóc, chỉ cần treo ở chỗ thoáng mát, có đầy đủ ánh nắng, tưới nước đều đậm nha, tưới nước đều đậm gốc. Đó, 150.000, chốt cho em mã A27 nha. Mã A27 một mặt hoa rất là đẹp luôn, rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Anh chị mình cứ mua đơn hàng 3 chậu em miễn phí ship cho mình. Mua đơn hàng 3 chậu để em miễn phí ship cho anh chị mình luôn. Cho nên anh chị thích mẫu hoa nào mình cứ nhanh tay mình nhấc điện thoại lên, mình alo trực tiếp qua số điện thoại, chốt thêm mã số cho em. Cho em địa chỉ sẽ gửi ship hàng cho mình. Và đơn hàng mình cứ mua 3 chậu em miễn phí ship. Và mình có thể kết bạn Zalo với em để mình xem thêm nhiều mẫu hoa trên trang có đăng nè. Hoặc là vô kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh của em, mình bấm đăng ký kênh và bật thông báo để khi em lên video mới thì anh chị mình có thể xem được nhiều video ha. Ở đây có cây 074 là lên cho anh chị mình xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, anh chị nào mình sưu tầm thì mình sưu tầm cái chậu to, tác phẩm này về mình chơi 074 tem. Đó, chậu này chia sẻ cho anh chị mình. Đó, cây này số lượng nó không có nhiều đâu. Đó, hoa nè. Đó, em có một cái chậu nó mới nở nữa nè. Rất là đẹp luôn. Một chậu này mới nở nữa. Thơm lắm nha. Đó, thơm lắm. Đó, anh chị mình thích sưu tầm mình đây. Chậu này chia sẻ cho anh chị mình 900 ngàn. Đó, chậu này chia sẻ cho anh chị mình chậu một bông là 900 ngàn. Còn một chậu thì em để lại em chơi. Tại vì có số lượng nó cũng không có nhiều đâu. Đó, anh chị thích thì nhanh tay mình chốt cho em 074 tem ha. Đó, chốt chậu một bông này thì là 900 ngàn. Một bông này chia sẻ cho anh chị mình giá 900 ngàn ha. Rồi, em cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để xem hết clip của em. Mà em xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị mình nha.